Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau. Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau. Vụ tài xế xe gấp bay bị cướp kề dao vào cổ, một mình đã tước dao hoặc ngã tên cướp. Tại cơ quan công an, đối tượng dùng dao kề vào cổ tài xế gấp bay để cướp tài sản đã khai nhận hành vi của mình. Chiều hôm nay, ngày 29 tháng 7, Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trần Anh Hoàng, 23 tuổi, ngụ phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để điều tra về hành vi cướp tài sản. Bước đầu, Hoàng đã khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định giả vờ thuê tài xế xe ôm chở để cướp tài sản của nạn nhân. Theo đó, vào khuya ngày 28 tháng 7, Hoàng đứng ở chân cầu Đồng Nai ở địa phận Bình Dương thì thấy anh H, 30 tuổi, quê ở Quảng Bình, hành nghề tài xế gấp bay nên đã vẫy tay yêu cầu trở về quận Thủ Đức. Sau đó, anh H đã đồng ý và mở ứng dụng Grab lên báo giá cho Hoàng là 63.000 đồng. Hoàng đồng ý và anh H chở đi. Trong lúc di chuyển, đối tượng Hoàng liên tục chỉ dẫn cho anh H chạy theo. Khi đến đường 40 phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Hoàng yêu cầu anh H dừng xe. Anh H đã tắt máy nhưng vẫn ngồi trên xe. Anh H ngồi phía trước, còn Hoàng thì ngồi phía sau. Được tài xế thông báo số tiền phải thanh toán, Hoàng không lấy tiền tả mà tông túi, móc làm một con dao Thái Lan kề vào sau gáy của anh H, yêu cầu nạn nhân phải giao tài sản, nếu xong không sẽ bị đứt cổ. Biết cướp đang ngồi phía sau, anh H đã nhanh trí, tước dao trên tay của Hoàng và ngã và khống chế Hoàng ngay lập tức. Người dân phát hiện đã chạy đến hỗ trợ anh H khống chế Hoàng và giao cho công an. Do bị lưỡi dao đâm vào tay trong lúc giằng co với đối tượng Hoàng, anh H sau đó đã được người dân đưa đến bệnh viện băng bó vết thương. Hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này bổ ích, hãy chia sẻ để cho mọi người cùng xem và qua đây cảnh giác với cái nạn mà những tên cướp mà giở trò với các tài xế gấp bay xe ôm công nghệ bây giờ. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào nút thông báo để cập nhật những video mới nhé. Cảm ơn các bạn.